Huỳnh Ngân xin được thay mặt ban tổ chức kính gửi lời chào trân trọng nhất đến sự hiện diện của tất cả quý vị cùng đến với buổi biểu diễn có chủ đề Điểm hẹn di sản nằm trong khuôn khổ của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024, và xin được một lần nữa dành tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Ngân xin được tiếp tục mời quý vị đến với một loại hình văn nghệ dân gian rất là độc đáo. Đây ạ, xin mời cả nhà mình nhìn lên sân khấu ạ. Chiếu đã được trải ra. Ở đó có cái trống nè, cây đàn nè và một người ngồi hát. Dạ. Đây là một hình thức được coi như là hát rong mưu sinh ngày xưa đó quý vị. Dạ. Và bây giờ thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là đang có rất là nhiều những cái sự thay đổi, sự phát triển. Ngay bây giờ tại sân khấu này, nghệ thuật hát sẩm sẽ được tái hiện cho tất cả quý vị cùng xem, cùng thưởng thức và cảm nhận cái hay, cái đẹp của nghệ thuật này quý vị nhé. Một tràng pháo tay cho những nghệ sĩ của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, qua lời giới thiệu rất hay của MC. Và sau đây, bài đầu tiên, nghệ sĩ Kim Liên sẽ gửi tới quý vị bài hát sẩm Hội Làng, Xeo Điệu, Sẩm Chợ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lòng thương yêu niềm vui.